hôm nay tôi lại có hai đôi loa giặt đại cỡ nhỏ đăng lên cho các bác là có nhu cầu loa cỏ, loa rẻ của Nhật xịn dùng. Hai đôi loa này thì đều có bát 20, một đôi loa bát một đôi loa của hãng Denon và một đôi loa của hãng Victor. Đều bát 20, vành kim loại sáng bóng luôn. Loa còn nguyên zin các bác nhé. Tôi bán giá cực kỳ mềm, các bác mua 2.4 triệu. Thỉnh thoảng tôi có những cái lô loa giá cực kỳ mềm chỉ lãi vài trăm nghìn, 200-300, lãi 200-300 nghìn cho các bác mua để bác chơi. Đây tôi đang đấu vào đôi loa Victor. Đôi loa này đây, công suất 60W, 8 ohm. Victor. Hai đôi về việc như vậy sáng bóng luôn. 2.4 triệu một đôi. Để tôi đo kích thước các bác xem nhé. Đây là loa giản đại cỡ nhỏ, bát 20. Chứ các bác 2.4 triệu. Chứ không phải là loa đắt tiền, loa 3-4 triệu mà đòi bát 25. Thì các bác phải chú ý nhé. Kích thước Vega 28cm đôi Victor, mã 5500. Đôi đề đông thì kích thước 27. Đôi Victor nó to hơn một chút thôi. Chiều cao một loa rồi này. Chiều cao đôi đề đông là bao nhiêu đây? 46cm. Đề đông 46. Victor bao nhiêu đây? To 48. Nghĩa là 48-49 thì đấy, cao hơn khoảng 2cm của loa. Còn bề sâu thì nó cũng gần như nhau thôi. Nhắc lại là 2,4 triệu đồng. Lãi vài trăm nghìn thôi. 29, 19, 20 nhá. Tính 20 vì cả cái mặt kim loại ở trước. Nói chung 20, cái căng 2,4 triệu đồng một đôi. Giá cực kỳ mềm cho các bác nào chơi loa vừa tiền ghép thêm, hoặc là điều kiện kinh tế mình chỉ thế thì mình mua loa nó vừa tiền. Đây là còn rất đẹp nhá. Đây là vết đổ keo 52 vậy cho nó cứng cái thành này thôi, chứ không phải là nó bị xấu đâu. Đây các bác nhìn này, vết keo bôi keo 52 để cho cái viền này nó khỏi bị lở ra, mà bởi vì nó gỗ công nghiệp, mình mà không đổ keo này sau một thời gian mà các bác nhà các bác ẩm là nó bị rộp lên, nên thường chúng tôi hay đổ keo để cho nó cứng cáp sau này. Đây một số kỹ thuật đây, 8 ohm Victor 120W, nghĩa là dao động từ 60-120W. Đây 120W, 60W. Như nói luôn các bác, loa này không bao giờ có được 120W nhé. Nó ghi thế, ghi như mình đừng bao giờ tin nó. Đây một đôi loa tuner to đùng của tôi, nó có 70W này. Nói chung các bác phải hiểu là loa bé thì tiếng ra bé, loa to tiếng ra to, thế thôi. Chuyện đơn giản thế thôi. Bát to thì tiếng ra to, và tầm tiền của nó thế thì mình cũng chỉ mong chất âm nó đạt đến mức đấy thôi, chứ còn không thể tầm tiền 2,4 triệu mà so sánh 4-5 triệu không so sánh được đâu. Còn đây đôi điền nông, đôi này còn rất đẹp, góc cạnh thì nó sứt mất tí thôi. Sứt đây chả ảnh hưởng gì vì nó là hàng bãi, nó thế này là khá ok. Đây cơ bản nhìn các bác nhìn thùng bách nó vẫn còn khá đẹp. Đây mặt sau này, Denon 50W, độ nhạy 91, 8 ohm. Bên dưới cũng vậy, đôi này thì nó có dây, đôi này thì nó gài vào trong. 2,4 triệu đồng một đôi, tùy theo bác nào thích thì lấy mẫu nào lấy. Và tôi nói luôn là 2,4 triệu đồng thì chắc hôm sau hết thật luôn. Vì những cái loa này thì rất nhiều người có nhu cầu, nên bác nào có nhu cầu thì mua được. Tôi cảm ơn chưa, nó không có nhiều hàng, có mỗi hai đôi thôi, nên tôi đăng lên các bác nào mua được trước thì lấy trước thôi, chứ nó không có. Chứ có nhiều thì không có làm gì, nên nhiều người có nhu cầu gọi đến nhưng mà tôi chả làm nào được, vì hàng nó chỉ có như vậy thôi. Tôi xin cũng mở to nhạc lên. Nghe đôi Victor ba đường tiền, bát 20, một step một mít, cả hai đôi đều gần giống nhau, nó làm việc kim loại gần giống nhau. Nói chung với nhu cầu đơn giản thì giá đôi loa này quá ok cho bác dùng, nếu mình đòi hỏi cao sang quá thì không được đâu.
các bác mua hàng thì chuyển tiền thôi, tôi vào tài khoản tới gửi hàng qua bưu điện hoặc là các bác đến tận nơi mua. Thật ra những đôi loa này tôi bán lãi 200-300 thì tôi không muốn gửi bưu điện đâu. Các bác nào gần đến bê hộ cá nhân gửi bưu điện thì nó công quá tội tiền lãi. Xin cảm ơn. Và tôi bán tại tòa B3, chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn.